Chào mừng các bạn đến với chương trình phỏng vấn một người đào tạo những ngôi sao của chúng tôi. Và hôm nay thì chúng tôi cùng Hoài Phan đặt hẹn đến hàng trăm lần, và lần này lần thứ 100-99 là lần thứ nhất thì đã thành công. Và hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của chị, một nhà đào tạo những ngôi sao hàng đầu tại Việt Nam. Dạ vâng. Và tiếp theo thì Hà xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Ngày hôm nay thì thực ra là Hà thời gian này Hà luôn rất bận để chuẩn bị cho những ngôi sao họ sắp có ở nước ngoài như là các nghệ nhân Hàn Quốc. Hà đã cố gắng sắp xếp thời gian để chia sẻ và cùng với mọi người. Và hôm nay thực sự là Hà rất vui vì được ngồi trước trường quay như thế này, ngồi trước ống kính như thế này. Hà cảm thực sự rất là vui.